Hello mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể tự cập nhật firmware phiên bản mới nhất cho các cái mẫu tai nghe True Wireless của Jabra. Mình sẽ tiến hành thao tác trên chiếc Elite 7 Pro này nha. Đầu tiên, các bạn sẽ cần lấy tai nghe ra khỏi hộp sạc để kết nối với điện thoại và tải với mình cái ứng dụng có tên là Jabra Sound+. Thông thường thì app sẽ gửi bản cập nhật mới khi các bạn kết nối ở lần đầu tiên và mình có thể nhấn vô Update Now luôn. Còn giả sử mình lỡ tay bấm thoát ra rồi thì các bạn có thể vô phần cài đặt có hình bánh răng ở góc bên phải này. Ngay trên cùng chúng ta sẽ thấy một headset firmware, mình sẽ nhấn vô và đợi một tí trong khi bản cập nhật được tải về. Nhấn Agree để tiếp tục. Theo như hướng dẫn ở đây, mình sẽ cần thả hai củ tai vô, đóng nắp lại và để yên trong đó khoảng 15 phút. Trong khi cập nhật thì đèn của hộp sạc sẽ nhấp nháy màu tím và các bạn lưu ý không được mở nắp hay là lấy tai nghe ra ngoài nha. Cho đến khi chúng ta thấy đèn tắt thì anh em đợi khoảng 10 giây là có thể lấy tai nghe ra sử dụng được rồi. Khi nhận được thông báo như vậy trên điện thoại, tức là quá trình cập nhật đã thành công. Tuy nhiên, mình thấy vẫn có hai trường hợp ngoại lệ. Thứ nhất là sau 15 phút mà đèn vẫn còn chớp tím thì anh em hãy mở nắp hộp sạc ra, sau đó đóng lại. Còn nếu đèn nhấp nháy màu đỏ thì chúng ta có thể mở nắp, lấy tai nghe ra, đặt vô lại và đóng nắp để máy tự động thực hiện lại toàn bộ quy trình nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video.